Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách độ chế pin cho điện thoại di động. Mục đích của mình là nhằm thay thế pin điện thoại cũ bị hỏng, nó bị chai hoặc bị phù mà các bạn không tìm được cục pin khác để thay thế, hoặc là cái pin đó không có trong thị trường nha. Vị trí các bạn mua pin để thay thế xa thì mình sẽ áp dụng cái cách mà độ chế pin cho điện thoại. Pin điện thoại thì sẽ có hai loại thông thường. Một là loại pin lithium, hai là loại li polymer. Những cái thế hệ điện thoại đời trước nó hay dùng là pin lithium. Mình giả sử như cái điện thoại này, đây là loại pin lithium, các bạn nhìn bóp vô nó cứng ha. Khi bị phù rồi chỉ có thay pin thôi nha. Còn đối với những loại pin li polymer này, như pin iPhone nè, các bạn nhìn thấy chữ li polymer, thì những pin này á, khi bị phù á, mình có thể mình làm cho cái pin này xẹp xuống rồi mình có thể tận dụng lại nha. Thì trong các video trước á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà làm xẹp pin để mình tận dụng lại sử dụng cái pin này. Các bạn bóp vô nó mềm ha, nó không cứng như cái pin lithium này hay bị phù á, là bóp vô rất cứng ha. Trong trường hợp cái máy này á, pin này nó phù ha, nó sẽ đổ được cái vỏ lên và hở vỏ đây nè. Nên mình sẽ độ chế cục pin này bằng những cái xe pin như thế này. Đó là cái những xe pin li polymer có nhiều trên thị trường. Đối với những cục pin như thế này á, là pin lithium, thì mình một á, là mình mua cục pin mới ra thay thế, hai là mình phải độ chế lại để mới sử dụng được cái điện thoại cũ của mình ha. Thế đây mình sẽ tách cái vỏ ra. Các bạn lưu ý cho mình á, tại vì cái khung này á, nó đã thiết kế để nhét vừa với cái phần bên trong. Vì vậy á, mình lựa chọn cái cell pin nào á nó phù hợp, và đồng thời mình sẽ tận dụng được cái lớp vỏ bên ngoài của pin ha. Mình sẽ tách lấy cái phần vỏ và tách bỏ cái phần ruột ha. Đây nè. Đây là cái cell pin của nó, đây là cell pin lithium, bóp vô thấy cứng ha, nó bỏ kim loại nha. Ở đây nó có chêm vô một cái thanh kim loại, pin này pin lô của Trung Quốc nha bạn. Rồi tiếp theo đây mình sẽ, đây là phần vỏ nè, mình sẽ tận dụng phần vỏ, mình tách pin này ra luôn. Nếu trường hợp mà nó keo nó dính cứng quá, mình có thể dùng máy sấy tóc á, mình hơi nóng ha. Còn cái này mình nảy ra được nè. Rồi đây là phần vỏ của pin, mình sẽ tận dụng cái này mình ốp, tí nữa mình làm sao cho nó vừa cái khung này ha. Lựa chọn cục pin á, thì mình lựa chọn cái cell pin á, cái bề dày của nó à, nó phải vừa khớp với cái phần vỏ này, chứ đừng vô nhô lên cao quá, nhô lên cao quá là giống bị phù á. Nên khi mà đi mua những cái cell pin li polymer này á, mình cầm theo cái vỏ này đi, mình làm ướm sao cho nó vừa cái khung này là được, đừng có nhô lên qua cao quá. Vì vậy á, khi mà các bạn nhét pin vô lại á, thì nó sẽ không vừa ha. Phần này mình sẽ làm demo. Đây là cấu tạo của pin của nó. Cái phần này là phần tiếp xúc pin nha. Rồi phía dưới này có nhìn thấy mạch không? Cái mạch này là mạch bảo vệ pin ha. Nó có hai chức năng, một là bảo vệ quá áp, hai là bảo vệ quá nhiệt. Nhiệt độ cao á, khi mà nhiệt độ cao nó sẽ báo, nó sẽ ngắt sạc ha, nó sẽ báo cảnh báo trên cái màn hình của mình là
pin nhiệt độ cao hay pin nóng gì đó. Rồi mình nhìn thấy nè, đây là cái xe pin, nó sẽ có hai chấu ha, một chân âm một chân dương. Thì khi các bạn mà xác định được cái chân âm chân dương á, thì mình sẽ tiếp tục mình hàn đấu nối vô. Ở đây mình kiểm tra, mình sẽ lấy cái đồng hồ mình đo trước, coi cái chân âm nào chân dương. Mình lấy cái đồng hồ quay của em ha, mình chỉnh cái điện áp 10V để mình đo pin. Đây nè, mình nhìn thấy kim lên nha. Như vậy xác định là bên đây là âm, bên đây là dương ha. Thì tương ứng của nó là cái phần cực dương bên đây và phần âm bên đây. Vì vậy mình sẽ tiến hành mình xác định cái phần đấu nối và mình tách. Mình có thể cắt bỏ cái phần này, cái phần âm dương của cái xe pin cũ nè, rồi hàng nối vô. Cái phần xe pin phụ á thì chắc chắn mình phải bỏ thì hả. Còn cái phần mà kẽm nè để mà hàng nối vô á, thì mình có thể dùng mình cắt sát cũng được. Tại vì một số bạn á sẽ dùng một những cái xe pin mà li polymer, hoặc các bạn có thể dùng những cái xe pin li ion mà nó không bị phù á, thì mình có thể dùng cái này mình hàng vô nha, hàng trực tiếp vô. Ở đây mình tiến hành mình cắt sát luôn ha. Đây tận dụng phần này phần dương, rồi đây là phần âm. Đó, cái cell pin này á mình không sử dụng nữa được nữa, trước sử dụng cũng bỏ nên mình cắt sát mình bỏ luôn ha. Đây là cell pin cũ. Rồi mình sẽ được một cái mạch sạc như thế này, nó sẽ có hai đầu, phần này là phần âm, phần này là phần dương. Đây, bên trong mạch sạc này á sẽ có IC, IC sạc. Và một số linh kiện dán HMD. Ở đây một cái pin của nó sẽ có cái chân dương, chân âm và chân giữa của nó là có thể là B size ha, là cái cỡ pin. Đây, vị trí cái cell pin của mình á là mình lấy cái cell pin mới nè, thay vào vị trí cái cell pin cũ, là vị trí này ha, mình cắt bỏ phần này nè. Phần cộng trừ nè, cắt bỏ. Rồi mình nối trực tiếp vô cái mạch sạc bảo vệ pin. Đây là mạch sạc của nó. Rồi. Từ cái mạch sạc này á, nó sẽ đưa ra cái tiếp xúc pin, chấu pin. Đây là cái tiếp xúc pin ha, hoặc là chấu pin ha. Hoặc đối với những cái máy mà đời mới bây giờ rồi thì nó sẽ nối bằng cái sợi cáp. Đây là cáp. Và đây là cái socket pin nối lên bao mạch. Một số các bạn muốn tăng cái dung lượng của cell pin lên á, thì mình cũng thể ghép song song hai cái cell pin ha, ghép song song dương nối dương, âm nối âm, rồi ghép trực tiếp vào mạch sạc bảo vệ pin, thì cái dung lượng pin của mình á lúc đó sẽ tăng lên. Mình giả sử đi, lúc đầu của nó tám trăm đi các bạn, mắc song song á thì dung lượng sẽ tăng lên gấp đôi ha. Yêu cầu ở đây á, là hai cell pin của mình á, giống nhau ha, và các bạn đấu nối cực dương với dương, âm với âm, đồng thời nối vô cái mạch
sạc pin, bảo vệ pin. Nối phần này. Rồi, mình tiếp theo đây mình sẽ tiến hành mình hàn cái cell pin mới vô cái mạch sạc, đồng thời mình ráp vô cái vỏ của nó. Mình giả sử các bạn mua một cái cell pin mới và với yêu cầu là cái độ dày của cái cell pin mới á, nó bừa với cái khung của pin ha, khung cũ á, thì ở đây mình cũng tiến hành mình đo cái điện áp của pin. Trong trường hợp mà điện áp của pin thấp quá, mình phải bắt buộc mình phải kết pin ha. Như ở đây mình sẽ dùng bộ nguồn mình kiểm tra cái điện áp của nó. Vị trí này á, nó đã là 4V là ok ha. Còn trường hợp á, mà nó thấp quá nha, nó dưới 3,5V đi, thì mình có thể mình dùng một nguồn mình kích ha. Mình bật lên chút xíu cho làm sao á, cái kim vòng này á, nó nhích lên. Nó nhích lên thì nó ra, trong quá trình đó là nó sẽ sạc pin ha. Mình đợi một lúc cho đến khi cái kim vòng của nó giảm bơi dần vào không á, là lúc đó pin mình đã sạc đầy ha. Các bạn kiểm tra cái điện áp pin trước. Nhiều bạn không kiểm tra thì cái pin này mình không biết xác định là pin còn sống hay tốt hay cái gì á, thì mình ráp vô á thì mất công là đổ lại trả lại không được ha, tại vì có nó ở đây trên đây nó sẽ dính mối hàng, đổi trả người ta sẽ không cho. Đối với những bạn người bạn mà mua những cái pin mới, còn đối với những bạn tận dụng cái pin cũ á thì không sao ha, mình hàng thoải mái. Rồi, ở đây mình có mạch sạc á, mình bắt đầu mình hàn vô. Phần dài là phần dương nè, phần này là phần âm ha. Tương ứng với cực dương, cực âm của pin thì mình hàn nối tiếp cho thôi. Dương nối dương, âm nối âm. Đây là chân dương, dương âm nè. Những cái phần nào á mà nó ngắn quá thì mình dùng chì mình xi lên ha. Một số bạn thấy cái đây là kẽm khó tiếp xúc chì á, thì mình có thể dùng cái mũi dao mình cào cho nó xước, xước một chút xíu ha, cào hai bên cũng được. Rồi sau đó mình xì vô nó sẽ ăn, nó bám chì. Cạo xước đây nè, cái phần này phần dương nè, mình cũng cạo xước luôn ha. Rồi sau đó mình sẽ cho chút xíu nhựa thông vô đây, mở hàng á, rồi mình lấy chì mình xi lên. Rồi mình tiến hành mình lấy chì mình xi ha. Cái phần âm dương này á mình xi. Các bạn lưu ý là phải cạo trước nha, nhiều cái này là thiết á, nhiều khi á nó không ăn á. Mình cạo xước mình lấy chì mình xi. Đây là phần chì mình xi rồi nha. À, nó dính cục à. Nó ăn chì, bám chì ở đây nè. Rồi, việc này mình chỉ cần là lấy cái cell pin mình mua về. Đa phần trên thị trường á, nó bán cái những cái cell pin polymer. Ra chợ Nhật Tảo cũng có, hoặc là các bạn order trên mạng á. Tuy nhiên á, các bạn ra chợ Nhật Tảo mua, tại vì mình cầm theo cái khung á để mình xác định được ha. Chứ nhiều khi mà các bạn mua pin và pin nó như cái xe pin nó dày quá
thì mình nhét vô không được. Cái này mình làm demo cho các bạn thấy nha. Tùy cái pin này là pin li ion, mình sẽ dùng cái cell pin li polymer nên mình thay thế. Đây mình chỉ cần hàng đúng cực của nó thôi, dương dương âm dương là được rồi. Rồi, rất đơn giản, đã xong rồi nha. Tiếp sau đây mình sẽ lấy cái đồng hồ ha, mình đo điện áp trên cái tiếp xúc pin của nó, coi hàng có ok không. Thì khi mà mình hàng ok á, thì cái điện áp ra trên hai cái chân âm chân dương của cái tiếp xúc pin này á, nó sẽ có điện áp ha. À, các bạn nhìn thấy không? Cái kim của mình đó nó sẽ chỉ 4V thôi. Đó. 4.2 là đầy ha. Rồi, như vậy là cái quá trình mà mình thay cái cell pin mới đã thành công. Phần còn lại á, mình chỉ việc nhét cái tiếp xúc pin này vô thôi, chứ cái vỏ. Các bạn lưu ý các bạn đi dây cho nó gọn lại được là được ha. Đây này. Đối với những trường hợp mà nó bị hở cái này á, một là mình ép sát lên. Đây, mình đẩy sát lên nè. Cái những cái phần này á là nó sẽ bao bọc, nó cách điện rồi, mình không sao ha. Rồi, mình đẩy sát lên. Các bạn có thể dùng giấy á, hoặc là miếng xốp á, mình chêm những cái khoảng trống này nè. Như lúc đầu á, cái xe bên này nó không vừa cái vỏ của nó, thì nó dùng thanh kim loại nó chêm vô. Còn ở đây á, mình ép sát vô cho cái tiếp xúc bên này nó luôn luôn ở trên đây nè. Rồi những cái phần trống này á, mình dùng giấy một số miếng xốp á, mình nhét vô đây cho nó vừa ha. Và cuối cùng mình nhét lại. Đây mình ép vô nè. Rồi, mình cuốn cái lớp băng keo ngoài của cái cell pin này vô là xong. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình test thử cho các bạn thấy nó hoạt động được hay không nha. Tại vì cái cell pin này á, mình độ chế lại thôi. Mình tiến hành mình bật nguồn kiểm tra. Đây, lên nguồn. Như vậy là ok, quá trình mà độ chế hoặc là thay cell pin, các bạn có thể tăng cái dung lượng của cell pin lên bằng ghép hai cell pin giống nhau và cùng dung lượng ha, nó sẽ tăng gấp đôi cái dung lượng của nó. Ví dụ như lúc đầu là 800 mA thì nó sẽ tăng lên 1600 mAh ha. Yêu cầu á là cái pin nhét vô á, đây nó phải vừa với cái khung của pin ha, tại vì người ta đã thiết kế chế tạo cho nó vừa khít với nhau rồi, chứ mình làm nhiều làm lớn quá thì nó sẽ đổi, nó giống như pin phù á. Còn tất cả các khoảng trống của cái cell pin này nè, mình làm cho nó kín vào ha. Cái tiếp xúc pin á phải cố định ha, có thể các bạn dùng keo nến á, các bạn chích vô đây ha cho nó cứng ha, mình ép sát cho luôn là được. Là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách độ chế khi mà các bạn gặp phải trường hợp điện thoại các bạn
bị phù pin ha, hoặc là các bạn không tìm được các pin có trên thị trường, bằng cách các bạn sử dụng một cái cell pin li polymer sẵn có và rất phổ biến hiện nay. Các điện thoại trước á, thì người ta dùng pin li-ion á, thì nhiều pin đã bị chai nè, bị phù nè và không có pin thay thế. Đối với những cái máy cùi bắp, còn hiện nay các những cell pin polymer này nè rất như sử dụng nhiều trong các tai nghe nè, hoặc là những cái cục sạc dự phòng nhỏ loại nhỏ, hoặc là những cái loa phát bluetooth nhỏ xíu cầm tay loại domino á, thì mình có thể mình mua những cell pin này mình về mình thay cho những cái cell pin li-ion ha. Các bạn có thể mua những cell pin này á ở chợ Nhật Tảo ha. Mình chỉ cần cắt cái phần dương âm của cell pin ra và hàn vô cái mạch sạc một bảo vệ là mình có thể tái sử dụng được cái điện thoại của mình khi mình không có pin chính của nó. Video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.